của ông ý, từ trước đến giờ thì gặp thêm rất nhiều cái vấn nạn và bị im lặng. Lần này ra sách cho những lần sau nữa thì về phía ông và về phía các đơn vị hợp tác có cái biện pháp nào để chống lại không ạ? Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhà báo là hỏi là một vế, nhưng mà xin cảm ơn nhất là có quan tâm tới bọn tôi. Đau khổ lắm. Thế là tôi với anh Trấn Thành với mấy anh thân ạ. Hôm qua ông ấy làm cái phim Bố Già ra giảm được có 3 ngày đã 100 tỷ rồi. Thế cho ông ấy 1 tỷ vì công sức của ông ấy có khi 2 tỷ. Vừa là tài năng vừa là công sức. Thôi ra là phanh luôn. Thì tôi đã thấy ông Trấn Thành bị giả thế. Lai trên cái trọng trạng thì chết người ta. Rồi nhiều báo là tả nguyên si cái bộ phim. Thế là hết rồi, họ không quay lắm. Cho nên tôi nhìn thấy ông ấy, tự nhiên tôi thấy mình nhẹ cả người, mình có dính cũng chẳng đạo. Thế ra là sang đến ông khác, ui giời dính hết. Thì tôi mới kinh hoàng là cái chị chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc của Tân Việt khô lắm. Thế thì cái đó nó liên quan tới vừa là kinh doanh, vừa là an ninh, vừa là luật. Cho nên ở cá nhân của tôi, nếu làm theo bố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ấy, thôi mình hãy cứu mình trước khi chờ cứu. Thì bọn tôi thực ra tôi không có giải pháp gì vì tôi là tác giả. Thế ra là tôi ủy quyền hết cho cái nhà sách mà ông Tuấn Anh này là gì ông này. Tức là ông Tuấn Anh phải là mất chi phí, xong thay đổi liên tục, xong lại phải chuyên tâm lá tứ. Cái sách nào một đen đen thì làm vẫn là sách. Sách này có cái sách mà cái sách mà màu đỏ đỏ ấy, là bây giờ là coi như là hết phiên bản rồi, thì cũng ăn hết rồi. Thế là cứ phải thay đổi tạo liên tục. Nhưng mà tôi lại có niềm tin về tình tôi lạc quan mà. Vừa rồi cái an ninh mạng mình thích lắm. Nguyên cái phần ở trên mạng mình không biết bao nhiêu cái gì à. Hôm qua chúng ta lại xử đẹp một em đấy. Cho nên là tôi có niềm tin, chứ còn hiện tại thì bọn tôi không có biện pháp gì. Ngoài những cái chống đỡ nó rất là yếu á. Thế đó. Cho nên là nó mới đòi hỏi hai phía. Và bọn tôi hy vọng thì vừa rồi thành công. Một là chỉ giao cho Tân Việt thôi, ví dụ thế. Thứ nhì là tôi hy vọng vào sức thông minh của người đọc. Người ta nhìn, người ta biết ngay. Và thực tế nó thành công chứ không phải lý thuyết. Và thứ ba là bọn tôi phải làm một cái phiên bản giới hạn, hoặc là các địa điểm kênh phân phối, để bọn tôi đủ cơ sở để bọn tôi khởi kiện. Thế mình yếu thì mình phải nhờ đến luật pháp chứ. Đấy. Thế ra là tôi thì có vài biện pháp với tôi, chứ còn cái này nó thuộc về cái hành vi của quy phạm xã hội. Vậy chứ à? Thế thì về cá nhân thì tôi chỉ làm được thế thôi. Còn ông có cái gì hơn ông nói thì... Hả? Chả nhẽ đi đánh nhau à? Xin cảm ơn cái gì?